Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, ngoài tòa nhà văn phòng hạng A Capital Palace tại 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, thì bà Trương Mỹ Lan còn đề nghị bán khách sạn Dayu và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Dayu Hà Nội. Đây là khách sạn từng có vị thế vào bậc nhất Việt Nam và qua tay nhiều đời chủ. Dayu Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, được xây dựng năm 1996. Thời gian đầu hoạt động, Dayu Hà Nội là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và chính khách trong và ngoài nước. Khách sạn Dayu Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố với hơn 400 phòng. Đây là một phần trong dự án tổ hợp trung tâm thương mại DH với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn Dayu Hà Nội 5 sao, khu văn phòng DH Business Center và khu căn hộ cho thuê DH Service Apartment bên cạnh Hồ Thủ Lệ, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm nổi tiếng, từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của khách sạn này trong nhiều năm không thuận buồm xuôi gió. Cho dù tỷ lệ sinh lời thấp, nhưng giá trị tài sản của tổ hợp không ngừng tăng qua các năm. Giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm 2012 đã đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Vào đầu năm 2012, dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn Dayu Hà Nội sau khi tập đoàn Dayu mẹ tại Hàn Quốc phá sản. Tới tháng 4 năm 2012, đối tác nội trong liên doanh trung tâm thương mại DH là công ty điện tử Hanel xác nhận đã mua lại 70% vốn góp của đối tác Hàn Quốc Dayu Inc. Trước đó, một đại gia khác của Hàn Quốc là tập đoàn Lotte và một số tập đoàn nước ngoài đã có những cuộc chiến ngầm trong một thời gian dài nhằm thâu tóm tổ hợp DH. Với lợi thế tài chính mạnh, Lotte tưởng như nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua này. Khi đó có thông tin, Lotte và Dayu đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó Lotte sẽ trả cả 100 triệu đô la Mỹ để sở hữu 100% cổ phần của Dayu tại DH, để xây dựng kết hợp với khu lân cận tạo thành Lotte Town. Mặc dù vậy, vào phút chót, DH đã về tay Hanel nhờ điều khoản quyền ưu tiên mua thuộc về các đối tác trong liên doanh với giá trị chuyển nhượng được cho là vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó, hai ông chủ mới của tổ hợp DH được hé lộ là công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành và công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1. Xong, số phận DH một lần nữa sang trang mới sau khi công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch là Bông Sen Corp, một công ty con của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, công bố tại Đại hội Cổ đông năm 2015 là đã mua thành công 34,83% cổ phần tổ hợp DH. Trong bản chào bán quyền mua tỷ lệ 1:2 tại Bông Sen Corp khi đó, Sài Gòn Tourist cho biết Bông Sen Corp sẽ sử dụng tiền từ đợt chào bán hơn 163 triệu cổ phiếu để hoàn tất việc sở hữu 51% cổ phần của DH thuộc sở hữu công ty cổ phần DH. Theo Sài Gòn Tourist, số tiền Bông Sen Corp chi ra để sở hữu 51% DH là 3.650 tỷ đồng. Như vậy, tổ hợp khách sạn Dayu được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn ở số 117-123 Đồng Khởi, khách sạn Palace Sài Gòn ở 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex ở 6163 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemon Grass, Calibre, Beer Garden, Vietnam House, buffet gánh Bông Sen, bánh Brot Duck với hệ thống 18 cửa hàng, lữ hành Lotus Tour. Sau khi được tư nhân hóa, công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng như nắm cổ phần lớn tại công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, sở hữu công ty cổ phần Sài Gòn One Tower.
Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng, nhưng bông sen lại có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong 6 tháng đầu năm 2023, bông sen đã lỗ 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng lỗ cả trong năm 2022 và 2021. Tới giữa năm 2023, vốn chủ sở hữu của bông sen giảm khoảng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng. Bông sen trong năm 2023 chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nằm trong danh sách các doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Theo một số báo cáo công bố hồi tháng 11 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty cổ phần Bông Sen đã không thanh toán 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn 668 tỷ đồng lãi trái phiếu. Lý do mà Bông Sen Corp đưa ra là do tài khoản bị phong tỏa. Theo nghị quyết Đại hội Cổ đông của Bông Sen hôm 30 tháng 8 năm 2023, Đại hội đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát. Đại hội Cổ đông bất thường của Bông Sen Corp cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thị Phơ, cổ phần công ty DH và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản tại 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn Palace, 6163 Hai Bà Trưng là khách sạn Bông Sen 2, số 5 Nguyễn Thiệp, 939597 Đồng Khởi. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 30 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần DH. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần Hợp Nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Trước đó, Bông Sen Corp từng phát hành 4 lô trái phiếu khác, trong đó có lô trái phiếu phát hành để đảo nợ cho lô trái phiếu cũ, trong lô trái phiếu cuối cùng và còn đang lưu hành trên thị trường. Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt làm tổ chức lưu ký. Tân Việt chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư An Đông. Doanh nghiệp này liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019 xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Ngày 15 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử đã xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án. Trước đó, trả lời hội đồng xét xử, bà Lan cho biết một trong hai con gái của bà đã giao bán tòa nhà ở Hà Nội, ước tính có giá 1 tỷ đô la Mỹ. Về thông tin này, chủ tọa hỏi bà Lan, tòa nhà mà bà Lan đề cập có phải tòa Capital Palace số 29 Liễu Giai, Hà Nội hay không? Bà Lan xác nhận là đúng. Sau khi bà Lan xác nhận, chủ tọa nói, tòa nhà này theo thông tin từ con gái bà Lan gửi tòa, thì có người hỏi mua với giá 360 triệu đô la Mỹ, chứ không phải 1 tỷ đô la Mỹ như trình bày của bà Lan. Trước thông tin của chủ tọa, bà Lan trình bày thêm, tòa nhà này trước đây mua 700 triệu đô la Mỹ, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa, nên bà Lan ước tính tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ. Trước câu trả lời của bà Trương Mỹ Lan, chủ tọa đề nghị bị cáo Lan có chứng cứ, tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Ngoài ra, trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan cũng trình bày rằng khách sạn Daewoo Hà Nội là của công ty gia đình bà. Trước đây, khách sạn này được cho mượn để phát hành trái phiếu mượn dự án. Bà Lan đề nghị nếu thu hồi được thì đưa vào khắc phục thiệt hại cho vụ án này. Chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi bà Lan có ý kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ tại địa chỉ số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, tương đương 35 triệu đô la Mỹ và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích.
bà Lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích và con gái của bà đang thực hiện quá trình tu sửa, 5 năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua công ty cổ phần Miners mua căn biệt thự trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, công trình trên đã ngừng thi công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!